Nga nâng cấp siêu tàu mang 16 tên lửa hành trình Kalib. Tàu khu trục Đô đốc Roscoff được đóng theo dự án đóng tàu 22350 của Nga đã rời khỏi căn cứ hải quân chính Severusmok của hạm đội phương Bắc lên đường đến Severusvin ở vùng Arkhangelsk ở phía Tây Bắc để bảo trì theo kế hoạch và nâng cấp một phần. Theo hãng tin TASS, thông tin trên được văn phòng báo chí của hạm đội phương Bắc công bố. Tàu đang quá cảnh tại căn cứ hải quân Belomorsk. Tàu sẽ được bảo trì theo kế hoạch, bao gồm nâng cấp một phần hệ thống và các máy móc tại các doanh nghiệp của ngành đóng tàu. Văn phòng báo chí của hạm đội phương Bắc cho biết. Theo đơn vị trên, trong quá trình vận chuyển giữa các căn cứ, thủy thủ đoàn trên tàu chiến của Nga tiếp tục rèn luyện các kỹ năng hải quân, thực hành các nhiệm vụ tác chiến phòng không và chống tàu ngầm, đồng thời tiến hành các biện pháp kiểm soát hư hại của tàu khi đang di chuyển trên biển. Sau khi các hoạt động kết thúc, tàu sẽ trải qua các thử nghiệm tại các khu vực huấn luyện chiến đấu của hạm đội trên Biển Trắng, văn phòng báo chí của hạm đội phương Bắc cho biết. Theo một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng của Nga, tên lửa siêu thanh Tsikhon mới nhất của Nga có thể sẽ được phóng thử nhiều lần từ tàu khu trục Đô đốc Roscoff trong năm 2020. Tàu khu trục Đô đốc Roscoff là tàu dẫn đầu của dự án 22350. Tàu này tham gia phục vụ trong lực lượng Hải quân Nga vào tháng 7 năm 2018, là tàu chiến tối tân nhất của hạm đội phương Bắc của Nga. Tàu này được đóng tại nhà máy đóng tàu Svenaya ở St. Petersburg ở phía tây bắc nước Nga. Đến nay, nó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong một số cuộc tập trận và triển khai vòng quanh thế giới. Các tàu khu trục được đóng theo dự án 22350 dự kiến trở thành tàu chiến tiên tiến nhất của Hải quân Nga trong lớp tàu khu trục này. Những tàu này có lượng giãn nước 4.500 tấn, có thể đạt tốc độ 29 hải lý. Chúng được trang bị tên lửa Onyx và Kalib cùng hệ thống tên lửa phòng không Polymer Redoubt. Trong đó, mỗi tàu có thể mang tới 16 tên lửa hành trình Kalib. Tàu tiếp theo Đô đốc Kasatonov hiện đang ở giai đoạn cuối của quá trình thử nghiệm. Ngoài ra, một số tàu khác cũng đang được xây dựng. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.